Clyde. Clyde. Come here. Come here. Sit. 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 Wow. Good boy. You sure good. Cả nhà ơi, hôm nay nhà mình tới nhà chị chồng tới ngày hôm qua chơi lắm. Rồi cái ở lại qua đêm chơi với chị luôn. Tại vì ông xã mình đi retire, cái tiệc retire ở đó. Xong rồi cái anh chàng coi anh chàng kìa. Đó, đi vô nhà rồi. Mà đây nè, nhìn mình chạy ra ngoài vườn chị sáng sớm rồi còn lạnh lắm. Nhưng mà mình thấy mấy trái mà cà chua, trời ơi mình ham quá chừng luôn cả nhà ơi. Cả nhà biết cái trái cà chua này là cái cây này mà bữa hôm mà video mà chị chồng tới mà mình tặng chị chồng hai cây cà chua đó, cả nhà nhớ không? Đây, đó, này nó lớn ghê không? Nó lớn nè, trái nè. Ôi, trái bự ghê, dễ sợ luôn. Nè, bên đây nè nè. Đó, đó là cái cây mà trái bự ha. Đó, còn bên đây nè, cây bên đây mà mình tặng cây thứ hai cho chị chồng mình nè. Phía này nè. Trời ơi, cái trái gì đâu mà quá xá, chị chồng mình á, có tay trồng ghê không? Đó nè, đó. Ghê không? Wow, cái trái này. Nhà xem. Wow, trái thấy cưng không? Cà chua bên đây thì trái nhỏ hơn. Đây. Wow, nè, cái trái cưng dễ sợ luôn. Để mình ăn thử quả nha. Wow. Nó ngọt vậy mà nó ngọt dễ sợ như trái cây vậy cả nhà ơi. Ăn như trái nho vậy đó, ngọt ghê luôn á. Đây là nhà chị hai rất là nhiều ở đây rồi nè. Đó, ở đây nè, trái đỏ mà dễ thương không. Đó, bên đây nè, nhiều lắm cả nhà ơi. Còn ở đây nữa nè. Đó. Lủng lẳng mấy ở đây nữa nè. Chà chà, công nhận chị trồng mình có tay trồng ghê chứ. Bên đây nữa nè. Wow, cái trái này là nó rất là giòn luôn. Mà chắc là nó hơi chua ha. Để ăn thử một quả mà hơi hườm hườm như cái trái này xem sao. Đó. Giòn mà hơi chua cả nhà ơi. Nó chín mới ngọt. Hơi lạc lạc nữa. Chín ngọt hơn. Đậu á. Lát rủ chị chồng đi ăn sáng cả nhà. Hôm qua đi tiệc nghỉ hưu ở trời, ông xã mình uống quá chừng luôn. Quá trời. Đây cái cây nè, đi xa xa chút ha. Đó. Còn mé bên kia nhà biết gì không? Nhìn giống như cái hoa bông bụt đó. Mà màu trắng cả nhà. Đây nè. Đó. Đấy. Giống vậy không? Đây có bông đó nè. Đây nè. Sao nó mờ mờ ta. Không có rõ được gì trơn này. Còn mấy anh đây nè. Hoa quá chừng luôn. Bữa hôm mình nhớ có một cái cây hoa rất là to mà ta. Sao không thấy nữa ta. Hoa bên đây giống như là hoa nụ tầm xuân đó cả nhà. Đẹp không? Giống nụ tầm xuân không? Đó, chị chồng mình có con cây nè. Đó, bên đây nữa nè. Màu đẹp không? Wow. Đó. Đẹp quá, cái búp này dễ thương quá. Không có gai nhiều giống như cái hoa ở nhà mình. Cái gai quá chừng luôn. Còn bên đây, trời ơi, chị trồng hoa quá chừng hoa luôn cả nhà. Hoa bên đây nè, hoa cúc nè. Wow, đẹp quá. Hoa thực dược. Wow, đẹp quá đi. Con gì ăn rồi nè. Có cái bông là đẹp nhất cả nhà. Đó. Cái bông này nó đang nở nè. Bên đây nữa nè. Đó, bên đây chị chồng mình trồng hoa là nhiều cả nhà. Có mỗi hai cây cà chua mình cho chỉ là cái hoa nữa nè. Bên đây đang búp đang nở cả nhà. Chỉ có hai cây cà chua mình cho chỉ là trái cây rau củ thôi. Quả thôi chứ còn là còn lại là toàn là hoa không à. Ôi cái trái này nó bự dữ ta. Wow. Ôi công nhận luôn, bự dễ sợ cả nhà. Wow. Nó bự hơn cà chua nhà mình trồng luôn cả nhà, thấy không? Chồng mình trồng khéo dễ sợ không? Quả thiệt là tuyệt đẹp luôn á. Bự mà nhiều trái quá chừng luôn. Đó, chị cũng cắt hết lá kìa. Đó phải không? Cũng cắt hết lá chị không biết chứ.
Cả nhà xem, nhà chị chồng mình trồng cả bí ngòi nữa nè. Cha cha, nhiều trái dữ nha. Chắc chị cũng hái nhiều lắm rồi nè. Thấy cái cuống không cả nhà? Đó, chị hái nhiều lắm luôn. Mình thấy là 1, 2, 3. Coi, 1, 2, 4, 5, 6. Ồ, thấy 6 quả là chị chồng mình hái rồi đó. Còn mấy quả mới ra nè. Đó, mà chị chồng mình hái nhỏ nhỏ như vậy thôi nè cả nhà. Đây nè, hái như vậy thôi nè. Nhỏ nhỏ như đây thôi. Chứ không để to như mình đâu. Đó, như vậy nè. Có thể là ăn sống giống như dưa leo vậy đó cả nhà, ngon lắm. Đó, như nhỏ vậy là chị thu hoạch rồi, chứ chị không để bự đâu. Đó. It's a zucchini. Yeah, look at that, zucchini. Yeah. Đây nè cả nhà, thêm hoa nữa nè. Ngoài đường nhà chị trồng lại có hoa nè nè. Đầy hoa luôn. Morning. Nhà đang rửa chị chồng. Rửa chị chồng đi ăn sáng cả nhà ơi. Đó, chị chồng mình dễ thương không? Hôm qua ở lại nhà chị chồng mình chơi. Trong thấy hơi ồn với cả nhà có nghe không ha? Yo. Yo. Mình đang uống trà nóng. Wow. That was fast. Yeah. What? Yeah. What? Trời ơi, cái bánh bự nhất từ đó giờ mình thấy cả nhà. Trời ơi, nhiêu cái nè. The sausage. Sausage. Thank you. Đây. Yep. Hai chị em mình ăn giống nhau cả nhà ơi. Nhưng mà chị chồng mình ăn xúc xích. Còn mình ăn bacon. Thank you. Sorry. Oh. This is wheat. This is sourdough. Ah, okay, okay. Okay. Look at that. Thôi con xã mình ăn gì đây? What is it? Eggs Benedict. Eggs Benedict. Wait, what's that? Đúng gì cả nhà ơi, mình không biết. Còn cái này là mình ngạc nhiên nhất của con trai mình. Họ làm cái bánh pan thép gì mà khổng lồ thế sợ không? It's big. Con ăn hết còn nổi không vậy con? Yeah, really? We'll see. That's all. Thank you. It's a bacon. Hello. Hi. It's a bacon. Oh. We can't take the egg. It's already broken. Here, more bacon. Trời ơi, mang cái xúc xích về cho anh chàng coi. Đó, mang cả cái xúc xích với lại cái ấy là trời ơi, coi anh chàng nè. Đó. Đó. Mọi người có một số bạn rất là thích Clyde nên là mình quay cho Clyde cho mọi người xem. Đó, anh chàng. Clyde. Oh wow. Wait. Center. Set it down. Okay. Oh, cha, ngon dữ hả? Yeah, oh yeah, baby. Oh, that's gone. No more. Trời ơi, cả cái lông nó bóng dễ sợ luôn. Thèm quá, chạy lại cho anh. Oh, hết rồi. Mommy, sao mà mang về ít quá vậy? Cả nhà ơi, cả nhà thấy núi hôm nay đẹp dễ sợ không? Wow, hôm qua là trời mưa quá, sáp mưa luôn. Mà hôm nay quá chừng đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp quá nên là mình quay cho cả nhà xem. Wow, cả nhà xem nè, ớt của nhà mình nay nó đỏ rực quá chừng luôn. Ớt này là ớt cay à nhà. Bên đây nữa nè. Quá chừng luôn rồi. Đây, mình sẽ thu hoạch luôn cả nhà. Để hôm nay đang muối dưa nên là chạy ra hái mấy quả ớt vô. Nó cay nhưng mà nó không có cay đi, nó nổi cay giống như là ớt Việt Nam mình. Cái này mình trồng ớt kiểu như là cây mà dặn dài á nha, ngộ ghê không? Cái giống của Mỹ nó gọi là hot pepper long thing gì đó. Bữa hôm cả cái mạc mình không biết mình để đâu rồi, mình không thấy nữa. Ủa, cái quả này giống Việt Nam này chắc là cay lắm này. Đó. Nó nhỏ vậy chứ nào mà nó có vỏ chứ còn dài nó bự vậy á mà nó không được cay lắm như cái quả nhỏ nhỏ như vậy. Wow, trời ơi lạnh rồi đó, đang mưa nữa cả nhà. Thấy cả nhà thấy mưa ướt cái cây không? Wow,
cái trái đã gì đâu rồi. Đỏ trơn rồi. Ô, cũng may á, mình sợ nó không kịp chứ ai dè nó cũng kịp đỏ cho mình hái bữa giờ cũng mấy đợt rồi đó. Wow, có ai ăn phụ ớt cay với mình không? Ai ăn ai mà ăn cay không được á là ăn cái ớt này được nè, nó không nó nổi cay lắm đâu. Thế rồi, còn bên đây là ớt ớt ngọt. Mình sẽ thu vào cái video khác, tại vì hôm nay mình thu ớt cay này để mà mình vô mình muối dưa, chứ mình không có thu ớt ngọt. Bữa nào mình sẽ thu ớt ngọt thật là nhiều và ngồi ăn, mời cả nhà ăn. Ừ, cay ạ. À, nếm thử miếng cay ạ. À, rồi còn đây quả này, trời ơi đau quá. Bữa hôm mình cho chị Nhi một mớ luôn. Chị Nhi, cả nhà biết chị Nhi là bạn của ông xã mình ở chỗ làm, cả nhà bạn chỗ làm á. Chị là người Việt Nam nên là mình nói u anh ơi em nhiều ớt dữ lắm, cho chị Nhi một ít, rồi ớt chuông rồi tùm lum hết. Thế là chị tặng lại mình một cái hũ bánh rất là ngon luôn. Mà chị Nhi chắc không có coi video của mình đâu, tại chị bận dữ lắm. Wow, trời ơi, quá xa luôn. Được một mớ ớt cay rồi cả nhà. Hết chưa? Qua thì lại bên đây, bên đây còn một quả này cả nhà. Đây này. Đó, còn một quả màu đỏ, bên đây nữa nè. Yeah. Xong vô, muối được bao nhiêu đó thì muối không rồi cái mình sẽ bỏ vô ngăn đá rồi xong. Ơi hư ghê không? Rớt mất hai quả xanh rồi. Ok, rồi. Thu hoạch được mớ ớt cay như vậy thôi cả nhà ơi. Ngon không? À, mới lạnh quá chạy vô lấy cái áo ấm ra. Bây giờ mình sẽ tìm dưa leo ở nhà ơi. Mình đã thu hoạch ớt rồi. Quá chừng luôn. Wow, công nhận bây giờ trời bắt đầu lạnh á, cái cây nó tội nghiệp quá. Cái trái nó cũng đèo luôn. Bữa hôm nhìn nó xanh mơn mởn luôn ha cả nhà. Hôm nay trời mưa này. Wow, được hai quả rồi. Đây có quả này nè cả nhà. Oh, ui giời. Vào đây. Được ba quả dưa leo. Bên đây có quả này cả nhà. Đó, một quả nha. Oh, được hai quả nữa nè. Ở dưới đây nữa. Wow. Nó ướt á, cái nó trơn cái là nó rớt ra ngoài luôn. 2, 4, 6, được 6 quả rồi. Yeah. Tìm lại vạch lá, tìm dưa leo. Chị bạn chị tưởng tượng em vạch lá mà chị tưởng tượng lỡ em vạch ra trúng cái con rắn nó nằm ở trong cái cây là chị hết hồn luôn á. Đây quả nữa, cũng đẹp dữ chứ. Dưới đây có quả nữa cả nhà đó. Wow, bên đây này có quả đây này, lấy ra này đó, cưng ngon, hái luôn nha cả nhà. Dưa leo chuyến này không có gai ha, trơn tru quá ha. Được bao nhiêu? 2, 4, 6, 7, 8, 9 rồi. Ngày hôm nay là mình đếm được dưa leo cả nhà. Quả nó bị hơi đèo đèo nè, muối được ok á. Hái dưa luôn. Năm nay là mình muối được mười mấy hộp rồi cả nhà. Trời ơi, năm ngoái là mấy chục hộp luôn. Năm nay mình muối được có mười mấy hộp à. Ở đâu? 20 mấy hộp chứ. Mang đi cho hết rồi còn giữ ở ngoài mười mấy hộp ở ngoài. Rồi cứ lại cho dần dần á. Giờ tới mùa đông là mỗi người hủ rồi cũng hết à. Không có được nhiều. Năm ngoái muối quá chừng dưa leo luôn. Rồi, năm nay muối được ít xíu. Rồi, mé bên trong này như là hết rồi, còn hai quả lại nhỏ quá. Ba quả dưới lại đèo quá. Thôi đi ra mé đằng sau xem.
Ôi trời, mấy ăn sao có quả bự quá này cả nhà ơi. Wow, trời ơi, quá xá luôn. Quả này nhỏ rồi, quả bự này lát là mình vô mà ăn. Bên đây nè, quả này là muối ok nè. Quả này muối cũng ok nè. Hết rồi. Dưới đây có một quả đèo ở dưới đây mình hái luôn. Rồi, rớt xuống dưới rồi. Mấy cây ngò rí này cả nhà, tốt kìa không? Bữa hôm mà ngắt ăn bánh xèo với anh Trang cuộc sống Mỹ á. Nay là nó đã lên được mấy lá ngon rồi đó. Hết rồi cái gì thôi. Dưa leo hôm nay không có bao nhiêu trái trơn. Ý, để có quả bự nữa nè cả nhà. Hết rồi. Thôi à. Ý, trời bên đây có quả nữa nè. Vậy. Hết rồi. Ok. Hết rồi, không còn quả nào nữa. Còn hôm nay thu hoạch được như đây rồi cả nhà ơi. Đếm được cái mấy quả dưa leo rồi nha. Hả? Cũng được một mớ dưa leo nữa chứ bộ. Nhưng mà không được nhiều thôi, được 1, 2, 3. Mình sẽ để dành 3 quả này mình ăn sống nè. Còn nhiều mình muối hết. Đó, được nhiều đây thôi, dưa leo. Rồi còn trời mưa cả nhà nhìn xem. Nước cái nó nặng quá đó. Cái là nó cái cây đậu của mình á. Cái đậu mà màu vàng, có ve màu vàng cả nhà. Đây. Ngã nghiêng ngã ngửa đây, tội nghiệp quá. Nhưng mà mình để vậy luôn cả nhà, để cho nó già bớt cái quả đi, để mình thu hoạch một ít mớ mình làm giống, với lại mình có thể nấu súp đồ luôn. Đây nè, như mấy quả này là bắt đầu già ra, mình có thể nấu súp được rồi nè, rất là ngon luôn. Đó, đây nè. Rồi mình để vậy luôn, nó vẫn chưa có bứng cái gốc, vẫn còn ok lắm, vẫn còn rất là tươi. Mình để vậy đó, cho nó nghiêng mé bên kia đỡ đi đó. Rồi tới già ít bữa mình sẽ thu sau. Ở nhà xem là cái chậu rau lan của mình này, tốt kìa không? Này là được một bữa rồi ăn rồi đó. Mình sẽ đi ngắt cái đọt nó cả nhà ơi. Đó, bữa hôm mà bác ra đi cho mình cái củ này. Bây giờ nó vẫn còn cái củ nằm ở trong kìa. Đó, cái củ của nó nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi ngắt thôi. Chà, khi không lại có được đọt rau lan ăn chứ bộ. Vui không cả nhà? Đó, mình nói, ồ, không biết là nó có kịp lên không? Nhưng mà không có củ thôi, nhưng mà cũng có đọt rau lan ăn chứ bộ. Ngon mà. Này mình sẽ vô làm gói mì gói ăn. Trên vô đây đâu có ăn đủ đâu. Ồ, bữa hôm mà mình coi cái video mà của bác Tony Nguyễn á, mà bây giờ bác bị mà mất cái canh rồi, mà bác có ngắt cái đọt rau lan này nè, bác vô bác nấu canh chua. Cả nhà ăn đọt rau lan nấu canh chua bao giờ chưa? Wow, non quá chừng luôn rồi nhà ơi. Wow, trời ơi, cái lá cũng ngon nữa. Ồ, hái luôn cả cái lá đi. Lá non quá chừng luôn à. Wow. Ui, cái lá nó cũng ngon dữ dằn luôn. À, xong rồi cái nó cho mình một cái mục mới nữa. Trời ơi, đã quá. Hái tiếp cả nhà. Non quá. Hái luôn cả cái lá. Ui, công nhận cái lá cũng non dễ sợ luôn mẹ ơi. Khi không củ khoai lang mà nó lên mầm á, bác Gary tính dục rồi. Bác nói là cái củ này nó lên mầm rồi con ơi. Bác tích dục đi, thế là mình nói, ư thôi thôi, cắt đi, cắt. Rồi, được mớ rau lang nè. Bây giờ mình sẽ đi vô và sẽ làm mì gói ăn cái này. Còn dưa leo thì vài trái ăn rồi vài trái muối. À, đó, ngon, hấp dẫn không cả nhà ơi. À, miếng chậu đây. Rồi mình sẽ đi thu hoạch tiếp, còn bây giờ mình vô mình sẽ ghép vô sau, còn bây giờ mình đói bụng quá mình sẽ đi vô làm mì gói với lại cái lá rau lan này trước cái đã. Thèm quá, bữa giờ mới được một mớ rau lan ăn nè. Trời, đọt nó là non luôn, thích dễ sợ luôn cả nhà ơi. Thôi đi vô làm mì gói ăn cái đã. Đó, rồi lát nữa sẽ đi ra thu hoạch tiếp và quay sau nha. Mình hái ớt vô được hái ớt nè, mình hái ớt và dưa leo nè cả nhà. Đó, vô được bao nhiêu hũ đây? 1 2 3 4 5 hũ dưa leo. Ông xã mình muối vừa xong luôn đó. Vẫn còn xíu bên kia nha. Ớt tỏi gì ngoài vườn của mình á.